Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sinh ngày 14 tháng 9 năm 1965 tại Leningrad. Năm 1999 đến năm 2000, ông làm phó tránh văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Năm 2000, phó tránh văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga. Năm 2000 đến năm 2002, phó chủ tịch, chủ tịch hội đồng giám đốc công ty Gazprom. Tháng 10 năm 2003, tránh văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Tháng 1 năm 2005, phó thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga. Tháng 3 năm 2008 đến tháng 3 năm 2012, Tổng thống Liên bang Nga. Tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Liên bang Nga. Tháng 5 năm 2018, ông được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Liên bang Nga. Ngày 15 tháng 11 năm 2012, ông từ chức Thủ tướng Liên bang Nga. Ông Medvedev luôn được xem là một đồng minh thân cận của ông Putin. Tổng thống Putin đã cảm ơn ông Medvedev trong thời gian làm Thủ tướng và đã đề nghị tạo chức vụ mới, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh dành cho ông.